Kim hả? Dạ. Cả thành phố này chỉ có 5 đứa con gái biết nhảy pháo. Giờ anh nghĩ Kim là người giỏi nhất. Còn em thì sao? Em biết múa lụa. Em đừng quay với anh chàng kia phải không? Cái anh chàng mà hôm bữa tới cửa hàng của mình á. Ảnh thích Mai đó. Ai? Hình như là bạn biết nhảy hả? Có thể nhảy cho tụi mình coi được không? Khu vực này sẽ bị giải tỏa và một khách sạn lớn sẽ được xây dựng ở đây. So với nhỏ đó thì em còn non lắm. Cả nhóm này đâu phải có mình em. Giải vô địch B-Boy năm nay sẽ tổ chức tại Hàn Quốc. Người ta sẽ chọn ra nhóm nhảy giỏi nhất Việt Nam đi. Đợi đó giỏi không? Cho nên vui càng thêm vui nè, nào cô.